Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Việt Nam TV. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay bản tin của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thử nghiệm thành công tên lửa chiến thuật có tầm bắn gấp dưới Iskander-M, Mỹ gửi lời thách thức đến S-400 của Nga. F-35 sẽ bị tóm gọn khi bén mảng đến Crimea. Người Anh đã cố gắng bắt giữ một con tàu Nga nhưng lại bất thành. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết của chúng tôi. Nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ vừa hoàn thành một cuộc bắn thử nghiệm tiếp theo dành cho tên lửa chiến thuật mới PrSM, một vũ khí được đánh giá là vượt trội so với tên lửa Iskander-M của người Nga. Trong cuộc thử nghiệm thứ ba vừa hoàn thành, tên lửa PrSM đã tấn công chính xác mục tiêu tại khoảng cách trên 80 km. Đạn tên lửa đã được phóng từ bệ phóng của hệ thống HIMARS và chứng minh được độ chính xác khi tấn công gần như là tuyệt đối, nhà thầu của Mỹ đã tuyên bố. Theo thiết kế ban đầu, vũ khí này có tầm bắn tối đa không vượt quá 500 km. Tuy nhiên, lục quân Mỹ đã yêu cầu tăng tầm bắn của PrSM lên con số là 750 km, tức là xa gấp dưới tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M của người Nga. Với tầm bắn mới, thì tên lửa chiến thuật PrSM có khả năng tấn công tương đương với các dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhưng vẫn được sử dụng trên khung gầm pháo phản lực M270 và M142 và có kích thước tổng thể nhỏ hơn số đạn mang theo lên tới 4 quả dành cho mỗi bệ phóng. Hiện nay, thì người Mỹ đã tiến hành một số thử nghiệm thành công với PrSM. Tất cả đều được thực hiện trong năm 2019. Nguyên mẫu tên lửa PrSM trong các vụ phóng tên lửa thử nghiệm thì đã đạt tầm xa 240 km và được xác nhận đạt tầm trên 500 km trong các vụ phóng thử sắp tiếp theo. Ở giai đoạn cuối, thì vũ khí này sẽ được thử sức với tầm bắn tối đa vào khoảng 750 km. Hướng phát triển của PrSM thì sẽ giúp Mỹ có được vũ khí tiến công chiến thuật mới có tính năng tương đương hoặc là vượt trội so với dòng Iskander-M của người Nga. Đặc biệt, theo tướng Mỹ John Rafferty, khi mà chính thức đưa vào trang bị, tên lửa PrSM có đủ khả năng xuyên thủng hàng phòng thủ tối tân của người Nga dù cho có là S-400. Tên lửa PrSM của Mỹ được sử dụng chủ yếu để chọc thủng hệ thống phòng không của người Nga. Trong khi đó, tại Thái Bình Dương, loại vũ khí này có chức năng chống các tàu chiến của phía Trung Quốc. Thay vì hoãn phóng đến cuối năm 2020 như là ban đầu, công việc này đã được thực hiện trong năm 2019 nhằm rút ngắn thời gian hoàn thiện vũ khí và giúp cho người Mỹ có thêm nhiều phương án đối phó với đối thủ trong tình hình mới. Thiếu tướng Mỹ John Rafferty đã nói, việc phát triển hệ thống PrSM là một trong những nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu của nền công nghiệp quốc phòng Mỹ. Chúng ta phải phát triển các hệ thống vũ khí tên lửa tầm trung phóng từ mặt đất. Thất bại trong việc phát triển hệ thống tên lửa này sẽ bị các đồng minh đặt câu hỏi về năng lực của người Mỹ trong việc đảm bảo cân bằng với sự đe dọa từ phía người Nga, vị tướng Mỹ đã cho biết thêm. Tuy nhiên, giới quân sự Mỹ cho rằng tồn tại của PrSM là thiếu phiên bản tên lửa có khả năng tấn công tầm xa tới 2.500 km, tương tự như là tên lửa Iskander với biến thể tên lửa hành trình. Nhưng do học thuyết quân sự của người Mỹ khác với người Nga, sự thiếu sót của PrSM có thể được bù đắp bởi các loại tên lửa tiến công, đường không hay từ chiến hạm khác. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn, thì chúng tôi xin cung cấp thêm về các lần thử của các tên lửa này. Tên lửa chiến thuật mới PrSM ra mắt vào năm 2017. Chương trình phát triển tên lửa tấn công chính xác PrSM được thực hiện với một mục đích tạo ra một thế hệ tên lửa chiến thuật hoạt động có độ chính xác cao, với tốc độ là hơn Mach 5 và tầm bắn chính thức ban đầu đạt từ 60 đến 499 km. Kế hoạch phát triển này được thực hiện có tính đến việc mà Mỹ rút khỏi hiệp ước INF. Theo các báo cáo, thì hiện nay tầm bắn của tên lửa có thể đạt tới 550 km. Các tên lửa siêu thanh mới được phát triển để thay thế cho tên lửa của các hệ thống ATAS. Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng đang xem xét khả năng sử dụng loại đạn mới trên các hệ thống tên lửa phóng đa năng là M270A1 MLRS và M142 HIMARS. Vào ngày 10 tháng 12, tập đoàn Lockheed Martin đã tiến hành lần thử nghiệm đầu tiên với tên lửa PrSM tại bãi bắn Wildland của Mỹ tại bang New Mexico. Nguyên mẫu tên lửa mới được phóng từ bệ phóng M142 của hệ thống HIMARS và bay khoảng 240 km đến khu vực trúng mục tiêu. Tập đoàn Lockheed Martin cho biết thử nghiệm này đã thành công và đạt được tất cả các mục tiêu đề ra. Trong tương lai, tên lửa mới thì sẽ thay thế tên lửa chiến thuật MCM-140 ATAS và kế hoạch sản xuất nối tiếp thì dự kiến sẽ được bắt đầu
vào năm 2023. Trong một diễn biến khác, thì việc Nga triển khai hệ thống radar Skyhawk và Pershing tại Crimea có thể giúp hàng phòng thủ của Nga tóm gọn tiêm kích tàng hình F-35 tại những khoảng cách an toàn. Ngay từ đầu năm 2018, quân đội Nga lần đầu tiên triển khai hệ thống radar Skyhawk trên bán đảo Crimea. Nói về quyết định triển khai của người Nga, chuyên gia Vladimir Anokhin, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu các vấn đề địa chính trị của nước Nga đã cho biết rằng những hệ thống radar và phòng không tiên tiến nhất của quân đội Nga luôn được ưu tiên triển khai tới các khu vực biên giới để giám sát chặt chẽ hành động của các nước láng giềng và bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công từ phía kẻ thù. Với việc bố trí các hệ thống radar hiện đại của Crimea, các máy bay chiến đấu tàng hình F-35 và F-22 của người Mỹ sẽ nhanh chóng lộ diện từ những khoảng cách an toàn khi mà cố tình tiếp cận biên giới của nước Nga. Sự hiện diện của tổ hợp radar này tại Crimea là một điều dễ hiểu và cho phép người Nga kiểm soát khu vực rộng lớn, bao gồm cả khu vực Biển Đen. Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, thì Skyhawk được thiết kế để có thể phát hiện máy bay và tên lửa đạn đạo tại những khoảng cách gần 1.000 km, phát hiện mục tiêu bay siêu âm tại khoảng cách 600 km. Khoảng cách phát hiện này gấp đôi so với radar của thế hệ trước. Ngoài ra, radar này cũng có thể phát hiện các mục tiêu tàng hình trên không trong điều kiện nhiễu mạnh ở khoảng cách cả trăm km. Trong khi đó, tổ hợp Pershing là sự bổ sung cho radar Skyhawk. Trong chế độ tự động thì nó có thể phát hiện các mục tiêu nhỏ bay ở độ cao thấp từ hàng chục đến hàng trăm mét so với mặt đất. Ngoài ra thì nó cũng có thể phát hiện và theo dõi các tên lửa hành trình và máy bay ở độ cao thấp mà có ý đồ phá vỡ các hệ thống phòng không của người Nga. Pershing thì có thể hoạt động bình thường trong điều kiện nhiễu chủ động cũng như là thụ động. Nó có khả năng phát hiện mục tiêu có tiết diện phản xạ chỉ là 0,05 m², cự ly phát hiện là 120 km. Nếu như mục tiêu ở độ cao thấp thì khoảng cách phát hiện là 35 km. Khoảng cách này vừa đủ để hàng phòng thủ của Nga kịp phản ứng và triển khai chiến đấu đối phó với nhiều mục tiêu khác nhau, kể cả là mục tiêu tàng hình nếu như chúng cố tình tiếp cận không phận của nước Nga. Một điều đặc biệt là sau khi triển khai Skyhawk và Pershing tại Crimea, thì hàng phòng thủ của Nga cũng đã quyết định tương tự ở vùng Viễn Đông. Giới quân sự của Nga cho rằng việc triển khai radar Skyhawk và Pershing tại Crimea và vùng Viễn Đông là một món quà bất ngờ cho phía Washington. Việc thiết lập một số trạm radar tầm xa khiến cho việc triển khai thêm tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II cũng như là tiêm kích F-22 Raptor của Mỹ tại Biển Đen cũng như là khu vực Alaska trở thành một bước đi vô nghĩa. Trong một diễn biến khác, lực lượng Hải quân Hoàng gia Anh bị cáo buộc đã cố gắng bắt giữ một con tàu Nga, nhưng dự định của họ đã không thành nhờ một con tàu hộ tống. Con tàu tuần tra Zaroslav của Nga đã buộc phải bảo vệ tàu chở hàng Akademis Jetski trước những bối cảnh bằng chứng cho thấy Hải quân Hoàng gia Anh có thể cố gắng đánh chiếm nó gần khu vực lãnh hải của mình. Truyền thông Nga tiết lộ tình huống nguy hiểm xảy ra một năm trước đó, nhưng bây giờ mới được phép công bố. Bối cảnh lúc này đó là khi mà hạm đội của Anh bắt giữ một tàu chở dầu của Iran, cáo buộc Tehran buôn lậu dầu sang phía Syria và vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc. Trong cuộc đối đầu giữa Nga và NATO, cũng như là các cuộc tấn công mạnh mẽ gần đây của người Anh nhằm vào phía Nga, thì những rủi ro tương tự vẫn có thể tồn tại đối với tàu vận tải của Nga là Akademis Jetski. Tuy nhiên, theo báo cáo của giới truyền thông, tình huống đụng độ vào năm ngoái đã được giải quyết thành công bởi khu trục hạm Zaroslav của Hải quân Nga đang làm nhiệm vụ hộ tống con tàu này, bởi nó có trong kho vũ khí đủ các loại pháo, tên lửa và ngư lôi để chống lại một kẻ thù mạnh hơn. Ngược lại, các chuyên gia lưu ý rằng việc bắt giữ một con tàu của Nga, bất kể nó nằm dưới lệnh trừng phạt của Anh hay là một quốc gia nào khác, sẽ ngay lập tức dẫn đến những hậu quả rất khó lường cho chính quyền London. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.